rồi. Rồi, hai chục. Đây, 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 đưa anh này, đây, 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 này có tí nè quý vị. Đây có chú nữa nè. Cho này ăn nha. Trời ơi, con nói không giao, nó tụi con giao, con chẳng được đâu con ơi. Con ăn đi. Con cho em không sợ, đứa chứ con hả con? Ờ, không sợ. Thì con đưa cái mẫu này mà em đi con được đâu đó. Cái này mới tỷ. Ồ, cho cá sấu cái này. Con gì đó con? Con gì? Con gì nào má ổng đó? Con gì? Con gì con? Con gì đó? Con cá sấu. Con cá sấu mà nhìn nó đẹp đúng không? Cái tên nó rõ ra nhìn nó đẹp đúng không? Thôi chào nha. Đây cả tỷ nè. Con gì đó con? Con gì đó? Con gì? Con gì đó? Hả? Con gì đó con? Con gì á? Con gì đó? Con tỷ. Con tỷ yêu cây kìa. Bốn con luôn. Trường này bốn con. Này bốn con. Khi đó khu vệ sinh công cộng nghe vậy. Cái khu này là có thú để cho mình tham quan. Cảnh này quý vị như vậy. Đây là cái trường nai à. Trường nai như vậy. Còn bên này là tỷ. Đây lại một tí có cái màu xanh xanh đó. Chỗ cô ở bán đang đứng là có con cá sấu. Có một con này vậy. Thì hướng mình kia là đường Lý Thái Tổ rồi. Lý Thái Tổ xuống Hùng Vương rồi ra đường Hàng Chính rồi. Sau lưng mình là cái vườn thú đó các bạn. Trong đó có nai, khỉ với lại cá sấu. À, anh chị nào có con nhỏ thì dắt nó ra cho cháu thăm quan. Cái hướng sau lưng mình là cái đường Lý Thái Tổ đó các bạn, xuống đường Hùng Vương và ra đường Hai Chín xuống sông Hàn đó. Đây là cái hướng ra vùng bên Nguyễn Tri Phương với lại Lý Thái Tổ.